tính ra thì con hiền, nham hiểm thật. Định chơi con Mai mình nữa chứ. May là mình đi ngang qua, chứ nếu không thì... Cô, tối nay vậy là cô mời tất cả mọi người ở trong công ty tới mừng lễ thượng thọ hả? Không, mừng sinh nhật của cô hả? Mà tính ra thì đi sinh nhật cái bà già đấy thì có lợi lộc gì đâu, chả vui gì. Nhưng mà vì con Mai, thôi kệ, vì tương lai của con Mai. Và anh muốn nói kẽ đi kẽ đi kẽ, hãy vui lên, hãy cứ vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi. Công nhận là vừa làm mà vừa hát vậy nó cũng thư giãn được rất là nhiều. Alo. Cô hai của anh Hùng mời anh, chị Minh, em với là anh Long đến nhà tối nay dự tiệc sinh nhật. Cô ấy không có mời bố con của cô Mai đâu á nha. Anh đừng có mà đi nói cho bố con của cô Mai biết đó. À Hiền nè, em đừng có nói với anh là em lại vào bếp lần này nữa nha Hiền. Sao? Em chỉ vào bếp nấu ăn cho anh Hùng thôi, lâu mới tới lượt anh. Ồ may quá. Nhớ đó nha, 7 giờ đó, không có bố con của Mai. Rồi anh biết rồi. Ê Đức. Trời. Cái gì vậy? Từ nãy giờ chị ở trong phòng em nữa hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi gì? Ủa từ nãy tới giờ em. Ui. Vậy từ nãy tới giờ chị có nghe cái giọng hát của em hay không? Ừ, nghe chứ. Ui chết rồi. Không vậy em hát hay thiệt. Hay thiệt. Chị muốn em hát lại cho chị nghe không? Thôi khỏi. Giờ mới đầu giờ à. Chị không muốn bị nhức đầu. Ủa nhưng mà từ nãy giờ chị ở trong phòng em hả? Chứ sao nữa, cậu nghĩ sao vậy? Trời ơi, cặp mắt cậu tôi không hiểu làm sao á, làm như bị cận mật dạng cận điếc cận lòi ra luôn á. Trời ơi, tôi ở trình hình đây một đống ở đây nè. Tôi dọn dẹp phòng cậu nãy giờ mà cậu nghĩ sao cậu không thấy tôi hả? Tôi tính hỏi cậu là tối nay có muốn đi chung quà với tôi không? Khoan đã, em phải coi lại cái kiến em coi lỗ tai em. Ôi thôi đập cha nó cho rồi đi. Cái kiến chà bá nhưng mà em không thấy được là sao ta? Vậy là chị còn ốm lắm cưng. Trời đất ơi, cái này gọi là ốm đó hả chị? Chứ sao, ốm quá cưng không thấy chị phải mập thêm một chút nữa. À, dạ, mập hơn tí nữa đi chị. Ừ, chị phải đẩy đà thêm một chút nữa ha cưng ha. Tại sao? Sao? Tối nay sao? Có đi ăn bên nhà chị hai không? Tất nhiên. Em thân với hai quá trời mà không đi sao đặng. Ê, hả? Hai chị em mình đi chung quà đi. Thôi không? Đi. Tự nhiên đi chung quà. Phước ai người nấy hưởng chứ. Ai đi mạnh người quà người nấy thôi chứ tự nhiên đi chung quà là sao? Thì tại vì đi chung quà rồi chẳng lẽ ghi là Đức với mình. Cũng được vậy. Thôi, em với chị đâu phải là một cặp đâu mà ghi Đức với mình. Cưng không nghe người ta nói sao? Nói gì? Thường thì trâu già khoái gặm cỏ non. Ai biết được. Trường hợp của chúng ta thì trâu non khoái gặm cỏ già. Sao vậy? Bị đau bao tử hả? Ôi, em ơi. Đây nè, người ta còn hát gì nữa nè Đức à. Em hát là không có qua chị đâu. Trời đã xe đến sợi chỉ hồng, để cho Đức Minh nên vợ nên chồng. Hay không, chị hát hay không? Hay. Vô luôn chưa tình. À, xong chưa? Sạch hết chưa? À, sạch rồi. Sạch hết rồi, bấm cái nút đi. Bấm nút. Cái nút nằm đâu? Tới đây hả? Không, đây. Nút biến đó chị. Nè cái nút nè. Trời ơi, đừng có đụng với người chị. Cái nút, em bấm cái nút thôi. Cái nút đen đen nè. Để làm gì? Biến. Nhanh lên. Đi để em làm việc nhanh lên. Tự nhiên đang nói chuyện tình cảm chị em vậy đó, hát cho nghe hay vậy đó, đuổi ta đi ra ngoài làm gì hả? Ê nhưng mà nó nghe nè. Ui, đi chung quà không? Em nói là không. Cứ người đâu mà keo kiệt bủn xỉn nhỏ tuổi mà khó chịu không ưa được. Bởi vì tôi sợ cậu luôn á. Cô hai,
Happy birthday to you. Thank you con. Con chúc cô Hai sinh nhật vui vẻ nè, gặp nhiều may mắn nè, lúc nào cũng trẻ đẹp hết á. Mà trẻ mãi không già, mà có già rồi thì vẫn thấy trẻ. Con còn chúc thêm chút xíu này nữa thôi. Sao? Là lúc nào cũng là quá nhường nguyệt thẹn, chim xa cá lặng luôn đó. Trời ơi, con ví cô như là điêu thuyền hoặc là đắc kỷ gì đó. Hai biết sao không? Sao? Hai ra đường nha, mà chim đang bay trên trời thấy hai á phải căng tị mà rớt lợp 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 trước mặt hai luôn đó. Thì sao? Đi ngang dòng sông nha, cá mà thấy hai rồi nha, sao? Nó căng tị sắc đẹp của hai, nó vỡ mặt ra nó ngủm hết luôn. Trời ơi, cô lịnh cô quá đáng, nhưng mà cô thích, cô thích. Cô Hai biết sao ngộ nha, phụ nữ thường hay thích nịnh nha. Đúng rồi, đó là bản tánh của phụ nữ mà. Dạ. Mai mốt con là phụ nữ đi rồi con biết. Có khách, đừng rằng mở cửa. Ê, đừng. Không được, bữa nay là ngày của cô, để cô mở cửa. Dạ. Nhiên, dưới đây con. Trời ơi. Chào em. Cô nói rồi, tớ là vui rồi, mày đặt mua quà cáp chi vậy? Dạ không có, cái này là tấm lòng của con muốn gửi tặng đến cô Hai. Vậy hả? Cô Hai à. Hey, happy birthday to you. Con chúc cô Hai á luôn luôn tươi trẻ, lúc nào cũng như trăng rằm tháng 8 vậy. Trời ơi, vậy là em chúc cô Hai lúc nào cũng 15 tuổi nè. Nè cô sao kỳ vậy? Vậy là dưới tuổi vị thành niên đó nha. Nhưng mà cô thích, cô thích. Dạ. Yeah. Nhận ngộ thiệt nha, hầu như tất cả phụ nữ ai cũng thích là nịnh hết trơn hết trọi á. Cô Hai ơi, sao sáng qua con không ăn vì nhớ Hai? Vậy sao? Trưa qua cũng không ăn vì nhớ Hai. Tội nghiệp quá. Tối qua cũng không ăn cũng vì nhớ Hai. Thương quá. Đêm qua cũng không ngủ vì nhớ Hai đúng không? Dạ không, vì đói bụng á. Không ăn nên đói bụng. Nhưng mà cô thích. Cô thích nữa. Trời ơi, anh có duyên quá. Anh đi quay tặng cái gì đây? Hình như có ai tới kìa. Anh đi coi quà của con. Tới đẹp quá. Để cô nào mất quá. Để cô, ngày của cô. Cô Hai, cô mở cửa thẳng cho rồi đi. Đóng cửa chia cô, nhiều người tới mừng sinh nhật cô mất công lắm nha. Cô biết không, ngày thường á có mình cô ở nhà, không có đi ra đi vô như vậy. Dạ. Hôm nay ngày của cô, để cô cũng không phải này, nhưng cô thích. Anh ở đây, anh ở đây. Thì ngồi đi anh. Đây, mời vô. Vô. Thôi đó. Vô đây vui quá. Chị đã nói rồi, chị. Tụi em tới chơi là được rồi. Mày đặt mua quà cáp chia vậy, làm như vậy chị thích lắm luôn. Hai ơi. Sao? Nhân dịp cái ngày mà Hai đẻ đó. Cái ngày sinh nhật của Hai. Con xin có một lời chúc rất đặc biệt dành cho Hai. Sao? Con xin được chúc Hai phước như đồng hải, thọ tỷ năm sơn. Cái gì? Cái gì? Ý là nó nói Hai già đó. Nó nói chúc thọ đó. Trời. Dạ, và sau đây con có hai món quà tặng Hai. Thứ nhất là món quà này. Cảm ơn. Thứ hai là con búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh. Trời ơi, giống Hai. Giống như cô Hai vậy đó. Cảm ơn tụi con. Cô thích quá. Chị Hai, chúc chị Hai sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn em. Em là em không có chúc giống như người ta đâu. Cái gì mà phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn, giống như mấy ông già bà già trong phim Hồng Kông người ta chúc nhau vậy đó. Ủa chị, hôm nay sinh nhật Hai mà chị đâu cần phải xéo xắc em như vậy. Ủa em đâu có mua quà chung với chị cái tự nhiên. Thôi. Ngày vui cô Hai. Một năm mới có một lần đó nghe. Thôi rồi. Bây giờ mọi người ngồi xuống đây ha. Rồi, cho ngồi xuống đây đi. Để cái mình đã nhập tiệc ha. Dạ. Bữa nay đãi nhà hàng nha. Đồ ăn có hết rồi. Ủa vậy là đi nhà hàng hả Hai? Không có, cô đặt nhà hàng người ta đem đồ ăn tới đây. Nè, cô Hai là coi như cả tuần nay là chuẩn bị trong đầu rất nhiều món ngon đó nha. Ở nhà mà Hai ơi, coi có cái món cơm chả cá của thành phố.
có anh này nhà hàng. Đúng rồi, quá khứ nhắc lại làm gì? Người ta nói vậy nè cô hai. Sao? Quá khứ không nuôi sống hiện tại. Đúng. Mà ngược lại còn làm mấu chốt phá hủy tương lai nữa. Quá khứ không có vui thôi cho qua đi ha. Nè nè nè. Dạ. Ủa, ở trong công ty cô mời hết mọi người mà sao có nhiêu đây nè? Còn mấy bạn kia đâu? Dạ, Long với lại Châu thì đang chạy một cái dự án nên không có đến được. Dạ đúng rồi cô hai. Cô hai à, còn riêng Mai đó. Sao không thấy tới? Dạ riêng Mai thì Mai biết hôm nay là sinh nhật của cô hai. Dạ. Cho nên á Mai cũng xin theo anh Long luôn rồi cô hai. Nè cô Hiền, Quang nói gì vậy hả? Ăn bậy không nói bậy được nha. Dạ thưa cô hai. Sao? Hôm nay là Mai bận đi công tác. Cái lịch công tác này có cả tuần trước rồi cô hai ạ. Ủa vậy hả? Sao không biết thì ta? Khi nào em lên ngồi cái chỗ giám đốc của anh á, em biết mọi thứ hết à. Ôi không có cái cô. Úi giời ơi là cũng vui rồi. Bây giờ mời mọi người qua bên bàn nhà mình dạy tiệc. Dạ đúng rồi. Ủa ai tới nữa, để con mở cửa. Có để thương à, cứ cưa. Tới mừng sinh nhật cho nó nè. Trời dễ thương, dễ sợ. Này thấy cô hai vui dễ sợ dạ. Luôn á. Ủa, ủa sao 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 đang vui chật buồn vậy? Ủa, sao vậy? Sao vậy? Giận, giận rồi xuống cuốn luôn hả? Sinh nhật ba hai. Mừng ngày sinh nhật ba hai. Mừng ngày đó ba hai sinh ra đời. Ba hai sinh nhật vui vẻ. Ông đứng đâu? Hả? Ông làm gì? Ông làm cái gì vậy? Ông sợ người ta không biết cái số tuổi tôi hả? Ông đốt tường ngoài đường đi vô đây. Con kìa, anh thấy ghê không? Anh sinh nhật người ta là một cái đèn cày thôi, tượng trưng thôi. Đốt thấy ghê vậy hả? Thì sinh nhật ông chọc quê tôi phải không? Chọc quê cái gì? Trời ơi, đã tới sinh nhật người ta rồi mà cái áo còn đen các bạn. Thế ghê làm như thương thương nhớ nhớ vậy đó. Đụng đi. Cô hai ơi, cô từ từ bình tĩnh đừng bất chấp quá cô. Vợ người ta mới mất mà cô. Thì sinh nhật bà thì 63 tuổi thì tôi... Nè! Tôi không muốn người ta biết số tuổi tôi sao ông đọc hoài vậy? 15 tuổi, lúc nào cũng được vậy. Biết, cái gì? Này, tôi nhịn bà hết nổi rồi nhá. Nhát bà vừa phải thôi. Bà có biết là tôi tốn mấy nghìn đồng để mà tôi gọi 1080 người ta tư vấn cho tôi. Cộng thêm mấy chục nghìn đồng tôi mua 7 hộp nến. Mỗi hộp là 10 cây. Mà bây giờ chỉ dùng được có 63 cây thôi. Sao không làm 70 luôn đi cho đỡ phí 7 cây nến của tôi hả? Thấy chưa mọi người, thấy ông đã nói vô gì chưa? Hả? Phụ nữ người ta rất sợ cái tuổi cao. Mà ông đã 70 tuổi. Ông đi về, ông đem bánh đi về. Ông đi, liền cái bánh cho bà ông bây giờ. Đi. Đi về thì đi về. Tôi làm như tôi cần lắm à. Đi. Đồ cô Xuyên. Trời ơi, ông có thể vô duyên đó. Đồ khô lộ. Đồ khô lộ. Trời ơi, sao vậy ngày sinh nhật của tôi? Sao ông đâu tôi 70 tuổi chứ trời ơi. Thầy giả nghe. Anh đừng có tôi cần bằng ông nghe. Thôi. Cô hai, đừng có giận. Dạ, xấu nha, nhớ không? Ha. 15 tuổi thôi. Đúng rồi, lúc nào cũng 15 tuổi như trăng rằm. Trăng rằm sao? Cái đầm của con mua cho đẹp quá nè. Chị hai ơi, vui lên liền. Cảm ơn con nghe. Cái đầm này mấy đứa tin thích lắm. Hai mở quà con ra đi hai. Đó, không có ai mà hiểu ý tôi như cắt đi. Các bạn này nè. Thôi mình vô mình nhập tiệc đi. Trời, đi nhập tiệc đi. Hai ơi, hai mặc cái đầm này dễ thương lắm đó hai. Vô đi hai. Ghét nổi mà vuốt cục đất rồi nè. Đồ cứ hát ác à. Dạ thôi bỏ. Ừ bỏ nghe.